Hàng máy cắt cỏ Chính Hưởng xin mến chào toàn thể quý cô chú anh chị trên mọi miền Tổ quốc nha. Vâng, thì đây máy cắt cỏ bên em lại đang về đây nha các bác nhá. Đấy, hôm nay đang về được một lô này. Đấy, ngày mai lại về tiếp một lô nữa, thì các bác có nhu cầu mà đem về tự dọn. Cũng nghĩa là các bác mua hàng hơi lửa ấy thì bên em cũng đang có bán nha các bác nhá. Đấy, các bác nào mà muốn sử dụng thì liên hệ qua số điện thoại 0979561493 giúp em. Vâng, còn đây là máy cắt cỏ bên em đã dọn sẵn đây, thì rất là nhiều bác nào mà muốn đem về treo bán thì bên em bán sỉ này, bán lẻ này, bác có ship toàn quốc nha các bác nhá. Và những cái sản phẩm máy hàng chưa dọn này thì bên em cũng đang có bán nhá. Đấy, còn rất là nhiều luôn đây. Đấy, đây nhá. Đấy, và còn đây là những máy để các bác lấy đồ nha các bác nhá. 300.000 một sản phẩm này. 300.000 một cây, bác nào muốn sử dụng cây như thế nào thì các bác cứ báo em nhé. Đấy, vì là hôm trước là em có soạn ra được 10 cây để kia, thì em nhấc 10 cây để kia thì thứ nhất là người ta chốt rồi, thứ hai là cái chỗ đường đi lại nó vướng thì em không bỏ ra nữa đây. Đấy, nó hơi tối một chút thì các bác thông cảm giúp em. Đấy. Vâng. Về máy cắt cỏ bên em thì có như dòng Echo nhá, dòng Komatsu này, dòng Tanaka này, Makita này, Robin, rất là nhiều loại nhé các bác. Đấy. Còn đây là em cũng chưa khui, chưa bóc những cái hộp này ra. Đây chỗ này thì cũng về được có hơn 100 cây thôi. Đấy. Các loại phụ tùng như máy như tay lái này, ốp giật này, mobin này, vô lăng, rồi tum cần các loại bên em đều có hết nhá. Đấy, các bác có nhu cầu sử dụng sản phẩm nào hoặc là các bác muốn mua lẻ cái sản phẩm nào thì các bác cứ báo em qua số điện thoại đang hiện ở trên màn hình của các bác là 0979561493 giúp em. Đây, đây là những cái sản phẩm em đang dọn rồi, để đây em chưa, đây là còn đang chờ công nhân người ta lau rửa, lau chùi cho nó sạch đi là sẽ đóng vào túi nhá. Vâng, còn đây máy cắt cỏ này. Đấy, cái như cái này là hàng chưa dọn nha các bác. Vâng, và ở đây em có một còn rất là nhiều ba lô này là em gồm còn có hàng Kiorit này, rồi hàng Shindaiwa nhá, Shindaiwa SK35, rồi Tanaka bình xăng trên này, rất là nhiều luôn các bác ạ. Đấy, các bác có nhu cầu sử dụng loại nào thì các bác cứ báo em nhé. Vâng, thì hôm nay em có lên một lô máy cắt cỏ em đã dọn sẵn rồi và em nổ sẵn rồi, em giới thiệu đến tất cả quý cô chú anh chị. Em mời tất cả cô chú anh chị sang cửa hàng bên này để cùng em giới thiệu lô của em hôm nay nhé. Vâng, thì hôm nay em lại tiếp tục có một lô 21 cây nữa để cho tất cả các bác tham khảo nhá. Thì hôm nay em lên là gồm có là những cái sản phẩm như hàng Makita này, hàng Komatsu, hàng Ryobi, hàng Tanaka nhá. Đấy. Và những cái sản phẩm máy mới thì em có hàng Osaka này, hàng Oshima. Đấy. Và có những cái sản phẩm nòng 40 ly để cho các bác về vừa phát dao vừa phát cước, vừa xới đất sạc cỏ được nhá. Đấy, thì cụ thể như thế nào thì các bác hãy theo dõi hết video giúp em. Đấy, và khi mà các bác mà mua hàng ở bên em thì các bác sẽ không cần phải cọc tiền trước nhé, không cần phải cọc đồng nào cả. Hàng đến nơi thì các bác được phép kiểm tra hàng, được phép kiểm tra hàng và test nổ rồi mới phải thanh toán cho bưu tá thôi. Đúng như lời em quảng cáo thì các bác mới phải thanh toán cho bưu tá thôi. Đấy, và những cái phụ kiện kèm theo máy đều gồm có như này nhá. Đấy, đầu tiên là có cái dây đeo như này, dây đeo nhá. Hai là cái chắn cỏ này, ba là cái chồng mở buji, bốn là cái lục giác này, năm là một con dao như này. Đấy, và sáu là một cái bát cước. Đấy, bác nào về bác thích dùng cước thì dùng, mà dùng dao thì dùng nhá. Đấy, em sẽ đi cho các bác là sáu món đồ. Đấy, ngoài ra thì bên em có cả những cái mũ bảo hộ như thế này. Đấy, mũ bảo hộ này thì các bác về đội vừa tránh nắng tránh mưa được này, vừa tránh được những cái vật thể bay vào mắt nhá. Vâng,
Và bên em có cả những cái dầu 2T như thế này. Đấy, dầu này thì các bác về để pha vào xăng nhé. Các bác đi mua dầu thì các bác để ý cho em những cái điểm như này. Đấy, đầu tiên là các bác sờ vào cái chai dầu này, nó rất là mềm và nó mượt nhé. Còn những cái dầu giả nó sẽ bị thô hơn và cứng hơn nhé. Rồi, không nói dài dòng nữa thì em xin mời cả nhà đi cùng em để em giới thiệu lô của em luôn. Thì lô của em nay là lô M. Cây đầu tiên của lô hôm nay là cây M1 này, là một con hàng Tanaka. Con này là con Tanaka 22cc. Đấy, con giật đằng trước. Đây, đằng sau không có gì nha. Đấy. Con này thì vỏ màu đen thôi nhưng mà còn rất là đẹp luôn. Đấy, nó chưa bị xước sát gì. Bình xăng zin nhé, chế nguyên bản. Đây, con giật ở đằng trước này. Tum lia rời, tum nhôm, cần lát zin, đầu bò zin. Và có chống quấn cỏ bảo vệ ốc nhé. Cây M1 này có giá là 1.200.000. Em bao ship toàn quốc cho các bác, bảo hành là 6 tháng. Bác nào mà có nhu cầu sử dụng thì các bác liên hệ qua số điện thoại 0979 561 493 giúp em nhé. Vâng, em test nổ luôn cây M1 này. Máy thì rất là dễ nổ mà ga thì rất là bốc luôn. Đấy. Trọng lượng thì khoảng 5kg nhé. Đấy. Rồi tiếp theo đến cây M2. Thì cây M2 này là một con hàng Makita nhé các bác. Đấy. Con này là con 22cc, nòng 32 ly. Đấy. Vỏ thì cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Máy sáng này, bô sáng nhé. Bình xăng zin, chế zin này. Đấy. Chế hai kim chỉnh quan bro nhé. Tum liền, tum nhôm, tum nhựa, cần lắp zin, đầu bò zin. Đấy. M2 này có giá là 1.200.000. Máy này thì rất là nhẹ luôn. Máy này thì phù hợp với các bác nào mà người già nhé, hoặc là các bác chị em phụ nữ mà sử dụng muốn sử dụng máy nhẹ thì các bác chọn cho em con này, rất là nhẹ nhàng luôn. Đây, em test nổ luôn cho các bác cùng xem này. Rồi, ok. Rồi tiếp theo đến cây M3. Thì cây M3 này nó là một con hàng Tanaka đấy nhé. Con này là 22cc, nòng 32 ly. Đấy, vỏ thì cũng rất là đẹp luôn. Máy còn sáng, bô còn sáng này, bình xăng zin, chế zin nhá. Đấy, kể cả cái doang chế này cũng chưa động chạm gì này. Đấy. Tung liền, cần lắp zin, đầu bò nguyên bản. M3 này có giá là 1.200.000. Hôm nay là có 3 con là đều 1.200.000. Em test nổ cây M3 này. Rồi, ok. Rồi tiếp theo đến cây M4. Thì cây M4 này là một con hàng Nativo 23cc nhé, nòng 32 ly. Đây, vỏ đẹp, máy sáng, bô sáng, bình xăng zin, chế zin, tum liền này, cần lát zin, đầu bò nguyên bản. M4 này có giá là 1.400.000. Em test nổ luôn này. Rồi, ok. Rồi tiếp theo đến cây M5. Thì cây M5 này là một con hàng HME. Con này là 23cc, nòng 32 ly. Đấy. Vỏ thì rất là đẹp luôn. Máy sáng, bô sáng, bình xăng zin này, chế zin, chế quan bro nha, tum liền, cần lắp zin, đầu bò zin. M5 này có giá là 1.400.000. Các bác được miễn ship toàn quốc và được bảo hành là 6 tháng. Đi kèm là có 6 món đồ nhá. Em test nổ luôn này. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo đến cây M6. Thì cây M6 này cũng một con hàng Makita nữa đây.
Con này là con 23cc, nòng 32 ly. Vỏ đẹp, máy đẹp nha. Đấy, bô sáng, bình xăng zin, chế zin. Chế hai kim chỉnh One Pro này, tum liền, cần lắp zin, đầu bò zin. M6 này có giá là 1.600.000, em test nổ luôn cho các bác cùng xem này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây M7. Thì cây M7 này là một con hàng Tanaka. Con này là 23cc nha các bác. Con này là Tanaka chân trống. Nòng của con này là nòng 33 ly. Đây, vỏ đẹp, máy sáng, bô sáng. Bình xăng zin, chế zin này. Chế một kim chỉnh tai đỏ nha, tự động. Tum liền, cần lát zin, đầu bò zin. M7 này có giá là 1.700.000. Em test nổ này. Rồi ok. Rồi khi xem video mà các bác có nhu cầu sử dụng sản phẩm nào thì các bác hãy chủ động liên hệ qua số điện thoại 0979 561 493 giúp em nhé. Rồi tiếp theo đến cây M8. Thì cây M8 này là một con hàng Komatsu nha các bác. Con này là con Zenwatch Komatsu. Komatsu 2000 nhé. Nòng con này là nòng 32 ly. Vỏ đẹp, máy sáng, bô sáng này. Đấy, bình xăng zin chế nguyên bản nha. Tum liền, cần lắp zin, đầu bò zin. M8 này có giá là 1.800.000. Em test nổ luôn cho các bác cùng xem này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây M9. Thì cây M9 này là một con hàng Ryobi 26cc, nòng 34 ly nhé. Bác nào mà muốn vừa phát dao này, vừa phát cước, vừa đem đi bơm nước được thì các bác chọn cho em con này. Con này thì rất là khỏe luôn, bởi vì con này là 26cc rồi. Vỏ đẹp, máy sáng, bô sáng. Con này buji đứng nha. Bình xăng zin, chế zin. Tum liền này, cần lắp zin, đầu bò zin. M9 này có giá là 1.700.000. Em test nổ luôn cho các bác cùng xem. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây M10. Thì cây M10 này là một con hàng Zenwatch Komatsu nữa. Con này là 23cc, nòng con này 32 ly nhá. Đấy, vỏ đẹp, máy đ�ẹp, bô sáng, bình xăng. Bình xăng này thì em thay mới rồi. Chế zin, một kim chỉnh One Pro. Tum liền này, cần lắp zin và đầu bò zin. Có chống quấn cỏ, bảo vệ ốc. M10 này có giá là 1.900.000. Các bác cũng được miễn ship toàn quốc nhá. Em test nổ luôn cây M10 cho các bác cùng xem. Ok. Rồi tiếp theo đến cây M11. Thì cây M11 này cũng một con hàng Komatsu nữa. Con này là 27cc, nòng 34 ly. Vỏ đẹp, máy sáng, bô sáng này. Bình xăng zin, cót trợ lực, chế zin. Tum rời, xin lỗi, tum liền này. Tum nhôm, cần lắp zin, đầu bò zin. M11 này có giá là 2.400.000. Em test nổ luôn này. Ok. Rồi tiếp theo đến cây M12. Thì từ cây M12 trở đi nó là hàng máy mới nha các bác nhá. Đấy, con cây M12 này nó là một con hàng Osaka. Con này con hàng máy liên doanh. OS26 nha, 26cc, nòng 34 ly.
Thiết kế thì rất là đẹp luôn, có bảo vệ bình xăng và chế sử dụng chế Zimba 2 kim chỉnh. Tum rời, cần lắp phi 26 và đầu bò của nó là đầu bò 9 dãy. Sử dụng một bộ tay ga bóp, công tắc tắt mở trên tay cầm. M12 này có giá là 1.800.000, em test nổ luôn cây M12 này. Rồi ok. Khi xem video mà các bác có nhu cầu sử dụng bất cứ sản phẩm nào, hoặc các bác muốn tư vấn bất cứ một cái chi tiết nào về máy cắt cỏ, thì các bác hãy chủ động liên hệ qua số điện thoại 0979 561 493 giúp em nhé. Số thì em đã có Zalo sẵn rồi, các bác không cần phải đợi em kết bạn, mà các bác chỉ cần tìm theo số điện thoại đó là các bác có thể gọi video nói chuyện với em luôn. Rồi tiếp theo đến cây M13. Thì cây M13 này là một con hàng Hukama nha, con này là con 226 của hãng Hukama. Thiết kế thì rất là đẹp luôn, chế sử dụng chế Zimba 2 kim chỉnh. Nòng của con này là nòng 34 ly nhá. Tum liền này, tum nhôm. Cần lắp phi 24, đầu bò nhỏ, tay ga bóp. M13 này có giá là 2.200.000. Các bác được miễn ship toàn quốc và được bảo hành là những cái sản phẩm máy mới này là bên em sẽ bảo hành cho các bác là 1 năm nhá. Em test nổ luôn cây M13 này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây M14. Thì cây M14 này là một con hàng Oshima, con này cũng một con hàng 226 của hãng Oshima. Thiết kế thì cũng rất là đẹp luôn, có bảo vệ bình xăng, chế sử dụng chế của Oshima nhá. 26cc nòng 34 ly. Cũng đều sử dụng tay tum liền này. Cần lắp của nó là cần lắp phi 24 nhá. Sử dụng tay ga bóp. M14 có giá là 2.700.000. Em test nổ luôn này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây M15. Thì cây M15 này là một con hàng Oshima nữa. Con này là con hàng nhập khẩu Thái Lan nha các bác nhé. Con này là con TX260, 26cc nòng 34 ly. Thiết kế thì rất là đẹp luôn. Con này là không có liên doanh với nước nào cả, mà con này là nhập khẩu từ Thái Lan nha các bác nhé. Thiết kế thì có bảo vệ bình xăng này, chế sử dụng chế Fuji của Thái. Tum là tum rời, cần lắp phi 26 nha. Đầu bò 9 rãnh, tay ga bóp. M15 này có giá là 3.100.000. Các bác được miễn ship toàn quốc. Em test nổ luôn các bác cùng xem này. Rồi tiếp theo đến cái M16. Thì cái M16 này nó là một con hàng Oshima nữa. Con này là con TX330, 33cc nha, nòng 36 ly. Đấy, thiết kế thì rất là đẹp luôn này. Đấy, cũng có bảo vệ bình xăng, chế Fuji nha. Đấy, nòng của con này là nòng 36 ly. Rất là khỏe luôn. Tum rời này, cần lắp phi 28, dày 2 ly và đầu bò của nó là đầu bò 9 rãnh. Bác nào mà muốn đi sử dụng vừa phát dao phát cước hoặc là sới đất sạc cỏ thì các bác chọn những con từ 330 này trở lên nhá. Đấy, em test nổ luôn con M16 này. Vâng, cái M16 này có giá là 3.300.000 nha các bác nhá. Vâng, tiếp theo đến cái M17. Thì cái M17 này nó là một con hàng Osaka, con hàng 541, con này nòng của nó là nòng 40 ly nhá, rất là khủng luôn. Các bác muốn sới đất sạc cỏ hoặc là bơm nước, đẩy xuồng, đẩy thuyền thì các bác chọn những cái con này thì em bao khỏe cho các bác luôn nhá. Đấy, Osaka 541, nòng 40 ly, thiết kế thì rất là đẹp luôn, có bảo vệ bình xăng. Chế này thì sử dụng chế OnePro nhá. Tum rời, cần lắp phi 28, đầu bò 9 rãnh, cũng đều sử dụng tay ga bóp. M17 này có giá là 2.500.000, em test nổ luôn này.
Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây M18. Thì cây M18 này là một con hàng Mitsu nha các bác. Con này là con Mitsu Kaiso 541, nòng 40 ly, rất là khỏe luôn. Chế thì sử dụng chế của Zimba 2 kim chỉnh, tum rời, cần lắp phi 28, đầu bò 9 rãnh, cũng đều sử dụng tay ga bóp, công tắc tắt mở thì trên tay cầm. Đấy. M18 này có giá là 2.500.000, em test nổ luôn này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây M19. Thì cây M19 này là một con hàng Capper nha các bác. Con này là con Capper 541, nòng 40 ly. Con này đặc biệt là con này là sử dụng là chế One Bro của Nhật và Buji NGK của Nhật nha. Máy thì rất là chất luôn. Sử dụng tum rời này. Cần lắp phi 28, đầu bò 9 rãnh luôn. Đều sử dụng tay ga bóp. M19 này có giá là 2.600.000. Các bác được miễn ship toàn quốc, được bảo hành là 1 năm. Đấy, bác nào mà có nhu cầu sử dụng sản phẩm nào thì các bác hãy chủ động liên hệ qua số điện thoại 0979 561 493 giúp em nhé. Vâng, em test nổ luôn cây M19 này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây M20. Thì cây M20 này là một con hàng Mitsu Kaiso nữa. Con này là con VK541. Đấy, con này là nòng 40 ly, sử dụng bộ chế One Bro nhá. Đấy, tum rời, cần lắp cũng đều phi 28 nhá, đầu bò 9 rãnh. M20 này có giá là 2.700.000. Em test nổ luôn cho các bác cùng xem này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây M21. Thì cây M21 này nó là một con hàng Oshima, một con 541, nòng 40 ly. Thiết kế thì có bảo vệ bình xăng, chế sử dụng chế của hãng Oshima này. Tum rời, cần lắp phi 28, đầu bò 9 rãnh, sử dụng tay ga bóp. M21 này có giá là 3.300.000. Em test nổ luôn cho các bác cùng xem.